Xin chào các bạn, mình là Lê Văn Lộc đây. Và hôm nay mình đang đi dưới không gian của V-Ship Hải Phòng các bạn. Đây là con đường của V-Ship Hải Phòng, các bạn có thể nhìn thấy con đường V-Ship Hải Phòng đây. Hôm nay là bạn mình dẫn mình đi. Mặc dù là ra đây thì rất là nóng hơn so với việc là mình ở trong căn phòng có điều hòa, nhưng mà ra đây thì vẫn cảm giác thích hơn vì có đông người hơn. Và được đi chơi cùng bạn bè thì là một điều rất là tuyệt vời rồi. Và mình đi ra đây thì mình nảy sinh một cái ý tưởng và muốn chia sẻ với bạn về một cái vấn đề mà mình thấy rất nhiều bạn dùng điều hòa và đặt ra những câu hỏi rất là buồn cười. Và mình muốn chia sẻ với các bạn là một số người đang dùng điều hòa đấy thì dùng khoảng tầm một vài tháng sau thì lại thấy điều hòa không mát lạnh tí nào. Có một hôm thấy điều hòa rất lạnh nhưng ngày hôm sau thì điều hòa không còn lạnh tí nào nữa, thì cảm thấy rất là bực mình và liền gọi thợ đến sửa điều hòa. Và mình thì mình làm thợ sửa điều hòa nhiều lần đấy, thì mình đến với nhà khách thì mình thấy khách hỏi những câu hỏi đấy rất là buồn cười. Tại sao em hôm qua em dùng hôm nay không thấy mát nữa, nhưng mình nên mình kiểm tra điều hòa thì mọi thứ của cái điều hòa đó đều rất là bình thường các bạn ạ. Thì hôm nay mình muốn trả lời cho bạn một số câu hỏi và tư vấn cho các bạn về cái việc mà sử dụng điều hòa đấy. Thì bạn phải biết là điều hòa đấy nó không hút không khí từ bên ngoài vào bên trong, không hút không khí từ bên ngoài vào bên trong nhé. Điều hòa không bao giờ hút không khí từ bên ngoài vào bên trong. Có một số người nhầm tưởng là điều hòa hút không khí từ bên ngoài vào bên trong và làm lạnh cái không khí đấy và làm cho phòng có nhiều không khí hơn. Không phải như vậy. Điều hòa chỉ là một cái máy làm cho không khí trong phòng của bạn lạnh hơn bằng cách là nó đẩy cái khí ga lạnh vào trong dàn lạnh và nó giải phóng cái khí ga lạnh đó vào trong cái phòng của bạn, chứ không phải nó hút không khí nhá, hút không khí từ ngoài vào. Rất nhiều người nhầm tưởng là điều hòa hút không khí từ ngoài vào và làm lạnh không khí ở bên ngoài vào bên trong phòng. Rất nhiều người nhầm tưởng thế. Và hôm nay mình chia sẻ với các bạn là không bao giờ điều hòa làm được cái vấn đề đó. Thứ hai là các bạn phải nhớ này, điều hòa đấy, khi mà hôm nay là một ngày mát mẻ và ngày mai là một ngày nóng rời. Khi mà các bạn dùng điều hòa đấy, các bạn sẽ thấy hôm nay là một ngày mát mẻ và ngày mai là một ngày nóng. Và hôm nay là ngày rất là mát mẻ và cái điều hòa của bạn nó khiến cho cái phòng của bạn rất là rét, rất là lạnh. Nhưng ngày hôm sau nhiệt độ môi trường tự dưng nóng lên một cách đột ngột. Ví dụ như hôm nay là 30 độ, ngày mai 35 độ, chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy ấy, thì cái điều hòa của bạn nó không thể nào ngay lập tức làm cho cái phòng nó lạnh được. Và các bạn sẽ cảm thấy điều hòa như bị kém lạnh. Và trong một phần trong những yếu tố đó đấy, và một phần trong những yếu tố đó là điều hòa kém lạnh là bởi vì con cảm biến các bạn ạ. Vì con cảm biến nó đang cảm biến cái nhiệt độ của ngày hôm qua, nó chưa reset được cái chế độ cảm biến của nó. Có đôi khi nó là như vậy, và đặc biệt xảy ra trên dòng in máy inverter các bạn ạ. Bởi vì cái quá trình xử lý nhiệt độ trên cảm biến nó rất là lâu, hoặc là nó hay lưu giữ mức độ nhiệt độ để thực hành chế độ tiết kiệm điện mà. Cho nên là cái máy inverter ấy là rất hay mắc phải cái lỗi là ngày hôm nay nó có thể làm lạnh nhưng ngày mai đột nhiên cái nó lại không thể làm lạnh được nữa. Thì đấy là một cái lý do thứ hai các bạn phải nhớ, là nhiệt độ tăng và thay đổi đột ngột nó sẽ ảnh hưởng đến cái điều hòa của bạn, không thể nào làm lạnh nhanh được. Và có một cái nữa là rất nhiều các bạn ấy là thường là đặt điều hòa ở chế độ 16 hoặc là 18 độ, tức là để luôn luôn để tới chế độ lạnh thấp nhất, thì cái điều đó nó không khiến cho cái điều hòa làm lạnh nhanh hơn. Nhiệt độ 18 độ hay là 28 độ thì chỉ là thể hiện rằng là khi con cảm biến con điều hòa đấy nó cảm nhận được là nhiệt độ trong phòng của bạn nó sẽ lạnh thì nó sẽ cho điều hòa dừng hoạt động. Hoặc là nếu như điều hòa của bạn mà nó ở trường hợp là 18 độ, bạn để 18 độ và bao giờ cái phòng của bạn nó đủ 18 độ thì nó mới ngắt điều hòa. Cho nên là các bạn dùng điều hòa đừng bao giờ ngốc nghếch là lúc nào cũng đặt 18 độ C rồi là đợi cho nó làm lạnh thật nhanh. Không phải, nếu như bạn dùng máy inverter ấy, nó có chế độ làm lạnh nhanh ấy, thì bạn kích vào cái chế độ đó nó sẽ làm lạnh nhanh. Chứ còn chế độ 18 độ chỉ là cái nhiệt độ để cho máy ngắt đi mà thôi, chứ không phải là làm lạnh nhanh hay làm lạnh chậm ở đấy. Nếu bạn để 28 độ thì nó sẽ đến 28 độ thì ngắt, chứ không phải là 28 độ sẽ làm lạnh chậm hơn với lại 18 độ, không phải như vậy. Có một số các bạn này hỏi Lộc ấy, có một số các bạn hỏi Lộc đó là cái máy điều hòa nhà em nó rất là ngu, là cái chỗ là em để 27 độ, em để 28 độ, có lúc em kéo đến gần 30 độ nhưng mà em vẫn phải rét đến nỗi mức độ đắp chăn được, nhưng mà cái điều hòa nó cứ chạy cả đêm nó không ngắt, em bực quá phải tắt cái điều hòa đi. Thì đấy là một cái đấy, thực ra cái điều hòa nó không phải là nó ngu mà nó đang hoạt động rất là đúng với cái chế độ của nó. Cái điều hòa của bạn đang để 30 độ nhưng mà tốc độ làm lạnh nó vẫn là như vậy.
lúc làm lạnh như vậy nó vẫn phả cái hơi lạnh vào cơ thể các bạn, vào người các bạn, vào giường của các bạn. Các bạn hiểu không? Vẫn phả hơi lạnh vào giường các bạn. Nhưng mà cái con cảm biến ấy nó lại treo trên đầu cái điều hòa. Cái con cảm biến nó treo trên đầu điều hòa. Nó chưa cảm nhận được cái nhiệt độ trong phòng bạn là đủ 28 độ. Các bạn hiểu không ạ? Nên là nó cứ chạy cả đêm, không bao giờ ngắt. Đặc biệt là những nhà nào treo điều hòa ở cái chỗ rất là cao, hoặc là treo điều hòa sát trần nhà và trần nhà bị nóng, còn không khí lạnh ấy, thì nó chỉ lại chìm xuống dưới, nó không bao giờ nó bay lên trên. Cho nên là cái con cảm biến ấy, nó không bao giờ nó cảm biến là đủ trong cái nhiệt độ trong phòng của bạn là đủ 18 độ. Không bao giờ nó cảm biến được. Cả để các bạn để 27 độ nó vẫn chưa cảm biến được là trong phòng đủ 27 độ. Nên nó cứ chạy liên tục suốt ngày. Đấy là cái lý do vì sao mà có một số người không hiểu vì sao là cái con điều hòa nhà mình nó cứ chạy suốt ngày mà nó không tắt. Vì nó không, điều hòa nó không dừng chạy bởi vì là cái con cảm biến nó không cảm biến được là đủ 27 độ. Và các bạn biết rằng là nếu bởi vì bạn đắp chăn ấy là bởi vì không khí lạnh nó chìm xuống dưới và không khí lạnh đấy ở từ mồm điều hòa ra nó rơi khoảng tầm 14 độ, cho nên là các bạn có thể đắp chăn được cả vì như vậy. Bật một cái là các bạn thấy đắp chăn ngay. Đấy, nếu như các bạn lắp điều hòa mà không chiếu thẳng vào giường của bạn ấy thì bạn phải nằm rất là lâu sau mới đắp chăn được. Thì đấy là những cái chia sẻ trong cái việc là dùng điều hòa. Thì có một cái lỗi rất là ngốc nghếch nữa. Đó là cái phòng thì rất là rộng nhưng mà lắp máy điều hòa đấy thì lại lắp máy bé, tức là phòng rộng mà lắp máy bé, và ngược lại là phòng bé nhưng mà lại lắp máy to. Thì là cái chia sẻ các bạn, nó cái này nó sẽ ảnh hưởng như nào. Thì thật ra đấy, các bạn lắp máy bé vào một cái phòng rộng vẫn được, nhưng mà cái máy bé nó sẽ không bao giờ nó làm lạnh nhanh cho cái phòng đấy được, và nó lạnh rất là lâu. Thì có một ngày kia các bạn nhiệt độ ngoài trời nó là 30 độ và cái con máy bé nó vẫn đủ làm cho cái phòng to đó chết rét được, đắp chăn được. Nhưng mà ngày hôm sau nó chỉ cần tăng thêm 32 độ thì con máy điều hòa nó chạy rất là mệt, chạy như là nó đã bị hỏng rồi, nó chạy mãi không thể lạnh cái phòng được, không làm cho cái phòng nó lạnh được. Bởi vì một cái phòng rộng ấy thì nó sẽ hấp thụ nhiệt bên ngoài nhiều hơn và khả năng thất thoát nhiệt nó sẽ tốt hơn, và khi nhiệt độ tăng lên ấy thì chính cái máy điều hòa nó cũng không thể làm lạnh nhanh được. Cho nên là với một cái độ lệch tải quá lớn, nó bị lệch tải các bạn ạ. Lệch tải bởi vì là nhiệt độ tăng lên nhá, thì cho nên tải nó bị tăng lên, mà phòng lại rộng lại thất thoát nhiệt nhanh, cho nên là tải càng nhiều hơn nữa, mà máy thì bé đúng không? Thì các bạn phải hiểu là cái điều hòa của bạn nó ngày hôm nay là 30 độ đến ngày mai là 32 độ thì cái máy điều hòa nó vẫn không thể nào làm cho cái phòng nó trở nên lạnh ngắt như ngày hôm qua được. Đấy, các bạn phải nhớ như vậy. Và ngược lại, có một số người thì lại lắp máy to vào phòng nhỏ, cái trường hợp này thì ít hơn. Cái trường hợp này thì là rất là ít, nhưng mà cái trường hợp này thì không phải là tốt cho máy, không phải là tốt cho máy. Máy to mà lắp vào phòng nhỏ thì cũng không phải là tốt cho máy lắm. Bởi vì sao? Bởi vì là cái máy to đấy mà lắp vào cái phòng nhỏ thì cái công suất nó làm lạnh, ví dụ một ngày nóng rồi thì không sao, nhưng một ngày mà nó mát, công suất làm lạnh nó vừa mới chạy lạnh một chút mà nó đã, cái phòng nó đã đủ rồi và điều hòa nó sẽ ngắt ngay. Và các bạn cảm giác nó sẽ tiết kiệm điện, nhưng mà nó sẽ hại cho cái máy điều hòa, bởi vì nó tạo cho cái máy điều hòa đó là bật và tắt liên tục, tức là nó làm lạnh xong rồi đủ lạnh nó lại ngắt, xong rồi khi không đủ lạnh nó lại bật, và cái chế độ này nó xảy ra liên tục như vậy, nó cũng sẽ không tốt cho cái điều hòa. Thì đấy là mình muốn chia sẻ với các bạn. Và có một số các bạn rất là ngờ nghệch đó là dùng điều hòa không bao giờ bảo dưỡng. Bảo dưỡng thực ra nó chỉ là xịt rửa mà thôi, nó chỉ là các bạn cho cái máy bơm áp lực vào rửa cái máy điều hòa thật sạch thôi. Nhưng có một số người rất là ngờ nghệch là không bao giờ rửa cái máy điều hòa. Và các bạn biết là nếu như không rửa máy điều hòa đấy thì cái khả năng làm lạnh nó sẽ bị suy giảm rất là nhiều, khả năng hoạt động của nó bị suy giảm rất là nhiều, nó bị bẩn mà. Thì tất cả những cái khí lạnh, tất cả những gì mà nó tạo được ra, cái bẩn ấy nó đã cướp đi của nó rất là nhiều rồi. Cho nên là có một số người không xịt rửa nó mà đến khi một hôm nào đó trời 35 độ 37 độ thì nó nóng như điên như dại đấy, thì cái không khí bẩn ấy nó khiến cho cái máy đấy nó không thể lạnh sâu được, không thể lạnh ngắt được đấy, bởi vì nó đã bị bẩn rồi, nó không thể nào hoạt động hết cái công suất tối đa của nó như ngày mới mua được đấy. Cho nên là một số người là không bao giờ bảo dưỡng điều hòa của mình đấy, thì cái điều này rất là thiệt thòi, rất là khổ thân. Đấy, rất là khổ thân cho cái máy điều hòa. Và có một cái vấn đề nữa đó là chính là các bạn dùng điều hòa đấy, các bạn dùng điều hòa thì đóng cửa liên tục vì sợ thất thoát hơi khí lạnh mà, nên là đóng cửa liên tục. Có một số người thì nói rằng là phải đóng như vậy để cho tiết kiệm điện, nhưng mà thật ra đấy, cái việc mà bạn đóng cửa liên tục ấy thì cũng giống như là các bạn
không bật điều hòa mà đóng cửa liên tục, các bạn sẽ hiểu được là các bạn phải cần oxy để thở. Các bạn phải cần oxy để thở. Khi các bạn đã hít hết oxy, đã thở hết oxy trong cái phòng ấy rồi mà các bạn không mở cửa ra, các bạn tiếc tiền điện, các bạn không mở cửa ra, thì cái điều hòa đấy nó cứ làm lạnh cái khí CO2, là cái khí mà bạn thở ra. Trong phòng nó sẽ không còn khí O2 nữa. Thì bây giờ thì các loại điều hòa nó đều có cái dùng ga 32 rồi. Nó dùng ga 32 rồi, nó sẽ không gây mùi nữa, nó sẽ không gây mùi nặng nữa. Nhưng mà nếu như các bạn không mở cửa ra, nó vẫn là khí CO2 nên nó rất là nặng mùi, cái phòng của bạn rất dễ bị hôi. Và dòng cái phòng của bạn rất dễ bị mùi, bởi vì bạn có mở cửa ra đâu. Ở trong phòng của bạn luôn luôn thiếu oxy, không có không khí trong lành vào nên là nó rất bị mùi. Thế là như vậy. Đấy thì các bạn phải nhớ dùng điều hòa, các bạn phải nhớ để cho nó hữu hiệu. Có một số các người khác ấy, dùng điều hòa đấy thì lại rơi vào cái trường hợp là phải mở cửa liên tục suốt ngày, thì cái điều hòa nó hoạt động như là đến chết luôn. Đấy thì các bạn phải cố gắng chú ý là có mở cửa những có đóng cửa, làm sao để có không khí và cái oxy ấy, trong phòng nó phải luôn luôn cân bằng hoặc thấp hơn một chút thôi. Và nếu như các bạn nào mà dùng điều hòa đấy, mà các bạn dùng điều hòa lâu năm rồi, thì các bạn nên mua cho cái phòng của bạn ấy có một cái nhiệt kế. Nếu như có một cái nhiệt kế ấy, thì các bạn sẽ biết được là cái điều hòa của bạn nó đã làm cho cái phòng đó lạnh được bao nhiêu rồi. Thì các bạn không phải vất vả nữa, không phải vất vả là chờ xem là nó đủ 18 độ như đã được cài đặt chưa. Thì các bạn nên có một cái nhiệt kế để xem. Đấy, thì nó sẽ tiết kiệm hơn. Đấy thì là một số các mẹo mình muốn chia sẻ với các bạn. Thì thật ra thì nó có những cái khác nữa nhưng mà mình bây giờ thì lại quên hết rồi. Bây giờ đang có gái đẹp ở đây không thể nhớ ra được nữa. Và nếu các bạn có câu hỏi nào cần tư vấn về cái việc sử dụng điều hòa đấy thì các bạn comment nhắn tin cho Lộc nhá. Thì Lộc sẽ trả lời các bạn trong những cái video tiếp theo. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.